Dân chúng Nam Phi tiếp tục cầu nguyện cho cựu tổng thống Nelson Mandela. Tin Pretoria, người Nam Phi đang ở trong tình trạng buồn rầu, thấy rõ việc vĩnh biệt cựu tổng thống Nelson Mandela 94 tuổi là điều khó tránh. Người dân Nam Phi thường thân mật gọi ông Nelson Mandela theo tên bộ tộc là Madiba, là người đã đưa Nam Phi tới chế độ dân chủ da sắc tộc năm 1994 sau 3 thế kỷ bị người da trắng cai trị. Khi đưa vô bệnh viện cách nay 2 tuần, chính phủ Nam Phi tuyên bố bệnh tình Madiba nghiêm trọng nhưng ổn định, nhưng vài ngày qua cho biết đang ở trong tình trạng nguy kịch. Diễn biến cho thấy Madiba có thể sống mãi. Dân chúng trên đường phố Soweto vẫn cầu nguyện và mong muốn ông Mandela sớm bình phục. Tựa đề hàng đầu của tờ Daily Sun trích lời tuyên bố của con gái ông Mandela là Makaziwe nói rằng Madiba đang ở trong tình trạng an nghỉ. Từ khi từ chối ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì trong năm 1999, ông Mandela không tích cực trong hoạt động chính trị, cho nên sự ra đi của ông ta sẽ không có ảnh hưởng nào tới tình hình chính trị Nam Phi, là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên lục địa phi châu.